chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị thưởng thức bữa sáng cùng với Châu. Trước đây thì Châu hiếm khi ở nhà một mình lắm, hoặc là tự chuẩn bị đồ ăn như thế này, bởi vì bố mẹ thường lo lắng những cái không gian với nhiều đồ vật như vậy có thể nguy hiểm với mình. Thế nên là phải mất nhiều năm mình mới thuyết phục được bố mẹ buông tay cho mình cơ hội được sống độc lập. Và cho đến bây giờ mình vẫn cảm ơn bố mẹ đã dũng cảm cho mình cơ hội đó. Sống độc lập là chủ đề mà các bậc phụ huynh có con là trẻ khuyết tật, đặc biệt các bạn mắc hội chứng Down hoặc là khuyết tật trí tuệ, rất là quan tâm. Và hôm nay Minh Châu sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những câu chuyện truyền cảm hứng, niềm tin để các bậc phụ huynh có con là trẻ khuyết tật sẵn sàng cho con cơ hội được trưởng thành, được sống độc lập. My name is Evan. I am 23. My favorite color is green. Đây là một trong rất nhiều bộ phim Evan đã làm về bản thân và mọi người xung quanh mình. Evan là người Mỹ và mắc hội chứng Down bẩm sinh. Tuy vậy, bố mẹ cậu luôn dành tình cảm, thời gian tìm phương pháp can thiệp để Evan có thể phát triển như bất kỳ ai. Họ chọn Việt Nam là nơi để sinh sống và làm việc trong nhiều năm qua. Yeah, so we have four children. Yeah, Evan has an older sister. She's 24, Evan's 23, and then he has a younger brother, 21, and another one who's 19. So when I was pregnant with him, I didn't know that he had Down syndrome. It wasn't until I was young, I was 25 years old, and I already had one child who was healthy and what I would say normal. And so of course, initially we were very shocked by it. Of course, we were very sad because everybody wants a healthy child, because my wife and I both believe in God and we believe that God always gives good gifts. He never gives bad gifts. And so he gave us this child, and this child is a gift from God, and so he's going to be a blessing for our family. And actually at that time, I just decided that I wanted to treat him the same way that I treat all my other children. I didn't really want to focus too much on his disability. I wanted to focus on his ability. So I really thought he can try to do everything just like my other children. Then I was always surprised, like, wow, he can do these things. And khác với định kiến của nhiều người rằng trẻ Down không thể đi học bởi những khiếm khuyết về trí tuệ, Evan đã hoàn thành bậc cao đẳng tại một trường nghề ở Mỹ và có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại một nhà hàng. Bước vào lứa tuổi trưởng thành, Evan được bố mẹ trao cho cơ hội sống độc lập. Cậu có thể làm rất nhiều việc mà không cần tới sự hỗ trợ của bất kỳ ai. So he's an adult already, so in our home we want to make sure that we allow everything for him possible to be an independent person. One of the things that we are helping him with is to make his own schedule. So every night before he goes to bed, he has some picture cards and he puts the cards in order for the next day of the things that he would like to do, method for him to have some kind of control. That was Evan's idea, and it gives him the power and the freedom and the independence to make his own decisions. So yeah. Mỗi ngày, Evan đều có rất nhiều lựa chọn để làm cho ngày của mình thêm thú vị và đầy màu sắc. Hôm nay cậu quyết định sẽ dành thời gian rèn luyện sức khỏe cùng bố mình. So it's a good motivation for me to go to the gym and work out with him. It's fun to go with him. When he was in America, part of his training there involved doing exercise. He likes to run on the treadmill, and he likes to do weightlifting. He likes to use a lot of machines to work out different parts of his body. And he works out very well. I mean, when you see him, he's got big muscles. Very proud of him. Play first. Then he loves making movies. He's really good at
setting up different scenes, and he'll ask his friends to help him and act in his film, or sometimes he'll just do it on his own, film himself. He knows how to set the camera up and film himself and edit the film himself, and then usually he likes to post it on YouTube and then see how many people watch his movie. Yeah. The other important thing, he's always with his sisters and brothers. They'll come at Christmas time, so every day he's talking about how excited he is that they're coming at Christmas. And so, yeah, I'm really glad that he has other sisters and brothers, because they are a very important part of his life. So he can always see good examples. He sees his brothers and sisters having girlfriends and boyfriends, and he sees that. He really would like to have that. He would like to get married, and we support that, even though he lives with us. We are open to him moving out. I know we know stories of individuals with Down syndrome in America who meet and fall in love and get married, and usually they live close to their family and they have some support. So I hope that that will happen for him. So we are finding, maybe he'll have a wife from Vietnam, I don't know. It's a very safe place. He feels very comfortable here. So, and he has some other friends too that he knew before when he lived here, so he's very happy here. Mm-hmm. Actually, Evan wanted to come back. So first, Evan lived in Vietnam for 5 years. He went back for 4 years, and he asked, when we opened the coffee shop, he asked his dad if he could come back and live in Vietnam so he could work in the coffee shop. Well, we want to continue to see him develop his skills at work, so learn how to prepare all of the different types of food and drinks that we have at the coffee shop. We also want him to be able to be involved in our training program to help other young adults learn new skills. And so I think he'll have a place in that as well. I just think he's going to learn a lot. And we also want to things that he wants to do that we don't know about yet. Từ câu chuyện của Evan, Michael và Michelle mong muốn có thể tạo ra sự thay đổi và cơ hội về việc làm cho người khuyết tật ở Việt Nam, nơi mà ông bà đã gắn bó hơn 9 năm qua. Thật may mắn khi Michael có những người cộng sự và đối tác kinh doanh cùng chung suy nghĩ. Một trong số đó là Jason Weimer. Jason đã sáng lập Simple Coffee tại Bangkok, Thái Lan năm 2013. Năm 2015, Michael lập đại lý cung cấp cà phê cho Simple Coffee bằng cách kết nối các trang trại địa phương ở phía Bắc Sơn La. Năm 2018, Michael đã đưa Simple Coffee về Hà Nội. Dù là mô hình ở đất nước nào, Simple Coffee cũng đều có một điểm chung: họ trao quyền cho người khuyết tật có thể tự tin sống và làm việc độc lập. Hi, I'm Jason Weimer, the founder of Simple Coffee, and welcome to our Bangkok shop. I want to introduce Kate. She comes and works with us 2 days a week. She's from the Life Skills class at ICS, the local international school that we partnered with. And this is Kate. And she goes through a list of things every time she comes. It's her kind of her duty list or her job description. We really want to bring people together in the businesses that we create, as well as encourage and empower and inspire them, and how we can use those to do good around the world. We do have a dream and vision that we can do a worker exchange. People that are working with us and expose them to a different city, a different culture. I believe that the work we're doing is really important, and it needs to be done to raise the visibility and to raise the understanding of the abilities instead of focusing on the disability. So we want to highlight the abilities of this group and equip them and empower them to go out and have work and to have a meaningful life. We want to see community developed and maybe feel some shame about their child. Từ bước khởi đầu đào tạo nghề cho người khuyết tật tại chính cửa hàng, ông bà Bia và các cộng sự kỳ vọng về việc phát triển hơn nữa kế hoạch hướng nghiệp cho người khuyết tật. Đó là lý do mà dự án Imago Work do bà Michelle phụ trách đã ra đời. Đây sẽ là cơ hội cho những thanh niên khuyết tật trí tuệ được đào tạo, được phát triển các năng lực bản thân để đáp ứng các tiêu chí của nhiều nhà tuyển dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Kate
Câu chuyện của Evan và Simple Coffee thật thú vị phải không quý vị? Hôm nay, Châu rất vui khi có cơ hội được trò chuyện cùng với những người phụ trách của Simple Coffee và dự án hướng nghiệp dành cho người khuyết tật Imago Work về những dự định của họ dành cho người khuyết tật tại Việt Nam. Hello, Misha and Mike. It's great to talk to you about the story and the plan you are going to bring for people with disability in Vietnam. First of all, can you share the Simple Coffee opinion on recruiting employees with disability? We wanted to give opportunity to people who normally would not have the opportunity. And so we focused on people with intellectual disabilities, specifically young adults, because they're getting ready to move out to be hopefully some level of independence. But if they have no way to make money, they have no skills, then how can they have any level of independence? And we learned so much from their hard work and their desire to learn and grow. I have some opportunity to work with people with Down syndrome, those with intellectual disability. It's not easy to teach them to live a simple life. How about student here? What did you do to teach him? It does take a little bit of patience and a little bit of creativity as well. So if you can take an activity and break it into 5 or 6 steps and then teach one step at a time. So showing them and not just telling them. We've created some visual aids for our trainees. So for Huang, we have some cards that we use. And the cards, basically, each card has a different activity on it. And so this is an activity that Huang would do in the shop. So with Evan, we've created a checklist. Yeah. And you can see the checklist is visual. So it has a picture of the activity. And then it also has some written instructions as well. And then there's a place for Evan to check off once he's completed that activity. And so this just helps Evan when he comes in to not be confused and wonder, what should I do? What activity should I start with first? And it also gives them a little bit of independence as well. I underestimated especially what Huang could do when he first came to us, and as we've worked with him and I realize how capable he is, he has so many abilities. You teach him one thing, he learns it, he does it well, and it's just, he's just a delight to have in the shop, and when he comes in, we all feel a little bit lighter, I think, you know. Chào các bạn, mình tên là Hoàng. Hoàng chỉ thích vào màu vàng, vàng vàng cam ấy. Ví dụ mua những cái áo như thế là Hoàng mặc nhiều, cũng thích can cảm, cảm giác mạnh. Thích cái thì ra đu xà cửa. Hoàng sinh năm 2000. Hoàng sinh ra đã là một đứa trẻ đa tật, câm điếc bẩm sinh và chậm phát triển trí tuệ. Mới thời gian đầu mới đẻ Hoàng ra, Hoàng bị như thế không ấy được ấy, thì cũng nản bởi vì là con nó không ấy được bằng những người khác. Ít khi dám cho đi đâu, bởi vì cho đi đâu cũng sợ, lúc nào cũng có mặc cảm. Từ ngày tham gia vào bên Rồng Xanh ấy, thì Rồng Xanh tổ chức các cái cuộc ngoại khóa mới cho mình tham gia và đi giao lưu những cái nơi mà có nhiều bạn bệnh tật nó còn nặng hơn con nhà mình mà người ta vẫn còn vui vẻ ấy được. Nữa là mình thế thì thôi, rèn được cho cái kỹ năng biết tự lập. Mình mới đâu còn găng, thật sự là cũng găng là không cho con làm đâu. Cũng suy nghĩ, ví dụ bảo làm cái này, bảo ôi trời ơi, nó chả làm được đâu, vỡ đấy, thôi làm cố cho xong cho làm gì. Nhưng mà khi tham gia vào thì mình mới biết rằng là như thế không được. Khi con không biết làm cái gì thế thì khổ con, cho làm, hôm nay vỡ, mai cái khác. Kệ, thế là cuối cùng dần dần cũng thành quen, thế là thành ra là Hoàng làm được những các cái, từ cái nhỏ nhặt thôi. Con ơi, họ từ trong này cơ mà.
cọ từ đây cọ ra. Đấy. Khi mình đùm bọc nó quá nhiều thì khi ra ngoài kia xã hội, ra chơi với các người khác, con mình không tự lập được một cái gì cả, tự nhiên nó bị thiệt thòi. Hoàng được tham gia can thiệp tại tổ chức Rồng Xanh từ năm 7 tuổi. Các phương pháp can thiệp đối với Hoàng được cán bộ tại Rồng Xanh xây dựng và thay đổi nhằm đảm bảo phù hợp với sự phát triển của Hoàng. Hoàng là một trường hợp dạng đa tật. Tại cái thời điểm đó thì chủ yếu hỗ trợ bạn ấy học ngôn ngữ ký hiệu tại trường để có thể có cơ hội được hòa nhập với tất cả các bạn. Tuy nhiên khoảng mấy năm sau thì gia đình gặp một số những cái khó khăn và chính vì vậy là chuyển bạn ấy về trường khuyết tật Thanh Trì để học. Tại đó thì Hoàng không có cơ hội được tiếp tục học về ngôn ngữ ký hiệu nữa. Khả năng giao tiếp của bạn ấy bị giảm đi và chính vì thế thì đến cuối năm 2018 thì cán bộ xã hội ở Rồng Xanh đã làm việc với bên Akari để có cái đánh giá về khả năng của Hoàng, xem rằng là về cái khả năng nhận thức của bạn đi đến đâu, về cái khả năng tiếp thu của bạn đi đến đâu, về cái khả năng đáp ứng xã hội cũng như là những cái kỹ năng của bạn đi đến đâu. Và thay đổi cái hướng tiếp cận với bạn ấy rằng là vừa học ngôn ngữ ký hiệu và vừa tiếp cận với nghề nghiệp. Mỗi tuần Hoàng có 2 đến 3 buổi học ngôn ngữ ký hiệu tại Rồng Xanh. Hoàng thích học toán, thích học đếm. Hoàng thích được bày tỏ sở thích của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào giáo viên cũng có thể hiểu hết điều Hoàng diễn đạt vì vốn ngôn ngữ ký hiệu của Hoàng còn hạn chế. Chính vì thế mà đòi hỏi ở người hướng dẫn sự kiên nhẫn và quan sát để tìm ra cách kết nối với Hoàng. Rất là thích học những cái điều mới. Khi mà đi học, bạn rất hay có những cái hành động, ví dụ như là có những cái hành động như thế này. Nếu mà nhìn bình thường thì không hiểu. Nhưng mà nếu mà mình có một cái quan sát nhiều thì mình nhận ra đấy là hình ảnh của một ai đó trong một bộ phim nào đó và bạn lặp lại rất là nhiều lần thì mình biết là bạn ấy đang cố gắng diễn tả cái mà bạn yêu thích, đấy là xem phim điện ảnh. Thế mình cũng sẽ lấy điện thoại ra mình search thử cái hình ảnh, tìm kiếm hình ảnh đấy thử và đưa cho bạn ấy. Nếu mà đúng thì bạn sẽ đúng rồi. Đó thì mình biết bạn ấy đang muốn nói cái gì với mình. Đối với Hoàng thì chắc cái chìa khóa lớn nhất đấy là làm thế nào để có thể tìm hiểu được là cái ngôn ngữ phù hợp để can thiệp cho bạn. Vì Hoàng là trẻ câm điếc, khiếm thính cho nên là mọi người cũng tìm cách là có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để bước đầu giao tiếp với Hoàng và cung cấp cho Hoàng những cái thông tin cơ bản. Cái hướng tiếp cận của Rồng Xanh đấy là tập trung vào trẻ em dựa trên nhu cầu và năng lực của từng em. Cũng Hoàng là một đứa trẻ rất đặc biệt. Rồng Xanh luôn luôn cố gắng tìm kiếm các doanh nghiệp xã hội, các nhà hàng, các tổ chức khác để làm sao họ có thể hỗ trợ một cho Hoàng. Thì chính vì thế và đúng cái thời điểm đấy thì Simple Coffee họ cũng rất là nhân văn và họ đến họ tiếp cận với Blue Dragon. Và cả hai bên thì đã gặp nhau ở một cái mục tiêu chung, đấy là vì sự phát triển của trẻ em khuyết tật và vì sự phát triển của xã hội. Từ nhân viên học việc trong vài tiếng mỗi tuần, giờ Hoàng tới Simple Coffee học việc tuần 3 buổi, mỗi buổi 4 tiếng. Hoàng được đào tạo các công việc của một nhân viên quán cà phê, từ quét dọn, rửa cốc chén tới pha chế và phục vụ khách hàng. Hoàng còn có cơ hội được đứng lớp, hướng dẫn các nhân viên của quán trong những buổi học ngôn ngữ ký hiệu ngoài giờ do Simple Coffee tổ chức. And he's in the role of a teacher, you can see the pride, you can see the dignity. You can see that he feels like he's making a contribution. We understand that our staff, they don't have expertise in working with people with disabilities. So we, on an ongoing basis, we're trying to provide training for our staff as well on how to work with people that have disabilities. Hoàng thì gặp vấn đề về giao tiếp thì bạn thì không thể nghe được. Mà tuy nhiên thì Hoàng đã rất là chú ý và rất là cẩn thận. Bọn mình có tìm cái cách để mà có thể giao tiếp được với bạn ý. Đầu tiên thì có thể là sẽ phải từng bước một hướng dẫn cho bạn ấy từng tí một và sau khi làm quen dần rồi thì bạn sẽ nhớ. Và đôi khi mình cũng không cần thiết là phải bảo bạn ấy là làm cái gì đâu, nhưng mà chỉ cần đưa nguyên liệu ra hoặc là đưa những dụng cụ ra là bạn ấy có thể biết là mình sẽ phải làm gì rồi. Hoàng rất là tự tin hơn, thích giao tiếp với khách nhiều hơn trước.
Tức là bạn ấy không ngại, không sợ sệt gì nữa, mà đến một cái là rất là hào hứng, vui luôn, rất là thích tương tác với mọi người. Đây là một mô hình rất là hay và mình thấy chưa có nhiều ở Việt Nam. Tức là một mô hình nhỏ thôi nhưng mà giúp dần dần trong tương lai sẽ thay đổi được cái nhìn của mọi người đối với người khuyết tật. Thường thì đa số những người khuyết tật bị nhìn với ánh mắt là thương hại hoặc là sợ hãi. Nhưng mình thấy là khi mà tiếp xúc với họ ở đây thì các bạn trái tim rất là nhân hậu, rất là ấm áp, mình thấy rất là vui. Nói chung là từ ngày Hoàng đi lên quán cà phê làm với cả bên Sống Xanh cũng kết hợp là dạy ngôn ngữ ký hiệu thêm cho Hoàng ấy, thì Hoàng biết được nhiều lắm, làm nhiều, tự giác. Ngày xưa đi học thì nó có thói quen là nên này, bởi vì nhà mình từ mình xuống trường nó rất là xa, thế nên là nhiều hôm mưa to quá là cứ gọi điện xin cô là cô cho con nghỉ. Thế nhưng mà đi làm thì là lên đấy thì là tác phong ấy nó khác, gọi đi làm là dậy sớm lắm, thích mà. I come to this world like angel, but in my life I witnessed a lot of cases. The children with disability were rejected by their family, or they are considered that they bring bad luck to the family. The second case is that the parents love them too much and worry about the world around them, so they try to hold them in their hand, control their life, and do not let them go out to live independent. So what are your advice to the parent in such case? That, you know, this child is not a punishment. This child is not a curse. It is a gift from God to you. You have the responsibility to take care of this child the exact same way that you would give opportunities to your other children who are typical children. Your job is to also give them all the opportunities that you can, because you have this gift. It's a gift. And so then I think really advice for the whole community of Hanoi, that we create a safe place for these young people, so that when they go out in the street, we don't, as parents, we don't have to worry about them. We believe that, oh, everyone in the community will help them, look out for them, take care of them as well. So that's why changing the mindset is so important, so that those families don't have to feel afraid anymore. They don't have to feel ashamed. They will be able to go out, be more independent, do more interesting things. Yeah. That 23-year-old does not want to be with their parent. They want to be with other young people. So maybe young people in Hanoi who are in their 20s can make friends with people with disabilities, start to hang out with them, do fun things with them, include them in other activities. Besides the simple coffee, what are the things you do to support people with disability? What do you expect them to receive when they come to train at Joblet? Yeah, so Imago Work is the vocational training part of what we do here. And so Simple Coffee is one of the businesses that we work with. And so what we are going to be doing with the young adults that join with Imago Work is we train in social skills, life skills, maybe even teach some English, teach some technology. So I think it's going to be really the internal qualities that they can develop, things of more confidence, seeing their purpose in life, that they have something to contribute to this world. And so the final goal, of course, when they finish in the 12-month training program, will be to place them in a job. So we will connect with other businesses in Hanoi and be able to place them in a job, go with them for some months,
do some job coaching with the business so that they know how to work with that individual. We hope to see all of our trainees find a really good fit for their skills in a workplace in Hanoi. Maybe it's even besides Simple Coffee, maybe it will be some other business where they end up working. People with disabilities can work in that industry. They can also work at hotels. They can work in office environments. They can work at restaurants. They can work in many different places that we don't expect them to work, and think through how their business can become more inclusive for people with disabilities. It's a long way for us to go, but if you don't work, you will never come, right? I wish Simple Coffee and eMaker Work will be more successful in future. Thank you so much for spending time with us. Câu chuyện của Hoàng và Evan chắc chắn đã mang đến niềm tin cho các bậc phụ huynh trong việc sẵn sàng đưa con mình ra khỏi vùng an toàn mà chúng ta đã thiết lập để bảo vệ cho chúng, phải không ạ? Ai rồi cũng phải lớn và có cuộc sống riêng của mình. Có thể sẽ lâu hơn, nhưng quý vị hãy kiên trì, đồng hành cùng con, cho con cơ hội được tập bước đi một mình, từng bước một. Đích đến không còn xa đâu quý vị ạ. Đến đây thì Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt. Xin gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.